Thưa quý vị, để đáp ứng nguồn nước đầy đủ kịp thời phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch, khu nghiên cứu đào tạo, thể dục thể thao theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan liên quan trong quá trình lập thẩm định, điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và khu công nghiệp, cụm công nghiệp có trách nhiệm rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch cấp nước phòng cháy chữa cháy. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng phạm vi quản lý phối hợp Công an tỉnh kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy trong quá trình thẩm định, thẩm duyệt, nghiệm thu công trình. Việc thiết kế phải tuân thủ quy hoạch phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị doanh nghiệp cấp thoát nước khẩn trương tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng của các họng trụ lấy nước, lập danh mục ao, hồ, sông, bến bãi lấy nước chữa cháy tại các khu đô thị và khu công nghiệp. Trên cơ sở đó, lập phương án kế hoạch đầu tư hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy.